tú con má rồi. Quả đang kín. Đó quả. Đây vành tròn tư các bạn nhé. Đấy. Vành đó chỗ là tròn tư. Đấy. Quả mọc từ thân. Quả ra đây. Trồng rất phong thủy. Cây rất khôn. Đấy. Tục. Cái này trồng phong thủy của ông mát. Túc Lãng Sơn. Và các bạn nhìn này. Đấy, quả đó. Quả kỹ thân luôn đấy. Cái này trồng cây bóng mát rồi, rất là phong thủy, rất là đẹp, cao khoảng cỡ 7 mét, thân tròn. Quả khắp tứ thân rất là đẹp. Từ thúc quả sân chân ngọn cây túc bóng mát, cần cây trong cơ quan gia đình phong thủy rất là đẹp. Chị à, giờ bắt đầu ra quả nhờ. Anh đi làm mà chị? Và đang ở nhà cửa đây, không có ai nhà.